Sau khi Lâm Cửu Nương giải quyết xong chuyện náo loạn với Lý Tú Xuyên, liền đưa Lưu Tứ Lang và Lưu Tam Mi đi bày quầy hàng. Lâm Cửu Nương cũng như hẹn đến Tùng Hạc Lâu đưa công thức nấu ăn. Lưu Tam Mi bên này lại phát sinh tai nạn, Xúc vô tình làm đổ lên người anh là chúng tôi không đúng. Chúng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, cũng sẽ bồi thường y phục cho anh. Tại sao anh lại đẩy mọi người? Ta không chỉ đẩy mọi người, ta nói cho người biết, bây giờ ta còn muốn đập phá cái quầy hàng của ngươi nữa. Vừa nói xong hắn liền xông về phía trước. Lưu Tứ Lang lo lắng quầy hàng bị đập phá, chỉ cần đánh nhau với hắn ta là được. Lưu Tứ Lang không lâu sau đã thua trận. Tứ Lang, đệ có phải bị ngốc không? Đệ làm sao có thể đánh bại hắn ta? Ta sẽ đưa đệ đi khám đại phu. Tam tỷ, đệ không sao đâu. Tứ Lang nghe lời Tam tỷ, cùng Tam tỷ đi khám đại phu. Không sao đâu Tam tỷ, tỷ yên tâm đi. Mã đại ca, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Ai nói tôi hài lòng? Lão tử đến thăm hỏi công việc kinh doanh của nhà các ngươi, nữ nhân đó lại cố tình đổ thức ăn lên người ta, không phải cố ý chỉnh lão tử hay là gì? Tại sao ta lại muốn dừng chuyện này sau một trận đánh? Ngươi là quá ngây thơ rồi đấy. Tôi không cố tình đổ lên người anh nói láo. Nếu theo như cô nói, đó là lão tử cố ý để ngươi làm cho xúc đổ nên người. Ngươi tin hay không, lão tử xử ngươi. Nói đi, anh rốt cuộc muốn gì? Đưa tiền cho ta. Cô quỳ xuống và dập đầu xin lỗi ta. Chuyện này như vậy mà bỏ qua, anh đừng có quá đáng. Y phục của anh bị bẩn là do chúng tôi sơ suất. Tôi sẽ bồi thường cho anh 30 văn tiền, để anh mua lại một bộ y phục mới, cho anh thêm 10 văn tiền tạ tội. Chuyện này cứ vậy qua rồi. Ừ, 40 văn. Ngươi bố thí cho người ăn xin sao? Ngươi không đồng ý với những gì ta vừa nói. Ta cũng đổi ý rồi. Ta không chỉ muốn tiền, muốn cô ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta. Ta còn muốn đập tan sạp hàng này của ngươi nữa. Tiền ngươi có thể lấy. Ngươi muốn vũ nhục ta và Tam tỷ, điều đó là không thể nào. Tiểu tử, ta thấy ngươi là muốn ăn đòn. Nói xong, Mã lão đại lại xông tới đánh nhau với Lưu Tứ Lang. Dù là tiểu vương hung hãn, với con sói già có kinh nghiệm phong phú vẫn không phải là đối thủ. Tiểu tử thối, nếu như ngươi giống như chó quỳ xuống xin lỗi lão tử, thì lần này lão tử tha cho ngươi. Không thể nào, trừ khi chết không chịu nhục. Vậy ngươi có thể chết được rồi. Lưu Tam Mi sợ Mã lão đại thực sự đánh chết Tứ Lang, liền trực tiếp rút chảo ra và ném qua. Mã lão đại đang đứng thẳng liền ngã xuống. Có người đánh chết người rồi. Tứ Lang, ta đánh chết người rồi. Tam tỷ, đừng sợ, đệ ở đây, không sao. Lúc này Lâm Cửu Nương vừa về tới. Quả nhiên bọn họ thật sự xảy ra chuyện. Lâm Cửu Nương không nói hai lời, liền đưa Mã lão đại nằm dưới đất tới một y quán. Lập tức để Lang Trung đối với Mã lão đại thăm khám, để lại Lưu Tứ Lang dọn dẹp quầy hàng. Nương, liệu hắn có sao không? Nước mắt lại cho ta. Cô chỉ cần nói với ta, cô đánh hắn ta thành như vậy có hối hận không? Nương, con không hối hận. Nếu con không đánh hắn ta, có lẽ người nằm ở đây bây giờ chính là Lưu Tứ Lang. Không hối hận khóc cái rắm gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lưu Tam Mi liền đem đầu đuôi sự việc nói ra. Nương, con sai rồi. Lẽ ra con đánh người nên nhẹ nhàng hơn chút. Cô không sai, đã làm rất tốt. Lâm Cửu Nương không còn quan tâm đến Lưu Tam Mi nữa, quay qua hỏi đại phu. Đại phu, hắn ta bị đánh mất chưa? Ngay khi điều trị vết thương tốt cũng không làm tổn thương căn bản. Sau khi băng xong tịnh dưỡng một thời gian là được. Nếu hắn ta đã không sao, tùy tiện băng qua một chút là được. Thuốc tốt gì đều không cần cho hắn dùng, lãng phí. Chưa bị nương tử, cô chắc chắn như vậy là được chứ? Vết thương của anh ấy cần băng bó kỹ, nếu không rất dễ sẽ bị nhiễm trùng. Một kẻ vô lại qua loa là được, không cần phải lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, nếu hắn chết cũng không có vấn đề gì lớn. Nương, chúng ta mặc kệ hắn thật sao? Nếu hắn chết, chúng ta có phải chịu trách nhiệm không? Lưu Tam Mi, cô nói lúc đánh hắn sao không cố gắng dùng lực hơn chút? Dùng lực mạnh hơn chút, đánh chết hắn thì tốt biết bao. Ta cũng không cần ra tay thêm nữa. Nương, người nói gì vậy? Ha ha ha, Lưu Tam Mi, ta nói cho cô biết, nồi chảo phẳng khi dùng phải nhanh, cố hết sức dùng toàn lực. Giống như thế này, lời nói vừa rơi xuống, Lâm Cửu Nương liền dùng chảo phẳng ném thẳng tới Mã lão đại. Mã lão đại lập tức nhảy từ trên giường xuống. Ngươi né gì chứ? Yên tâm đi, ta rất thành thạo mà. Một chảo thôi, ngươi sẽ được quy tiên mà không đau đớn. Cô thật sự muốn giết ta sao? Ta chỉ đang giúp ngươi thôi, ngươi không phải thích giả vờ sao? Ta làm cho ngươi thành thật luôn, tốt biết bao. Đỡ phải giả vờ mệt mỏi. Cô tin hay không ta đánh cô, còn ngươi nữa dám đánh vào đầu ta. Ngươi xem lão tử xử lý ngươi như thế nào. Đứng trước mặt ta còn muốn đánh người của ta, thật không coi ta ra gì. Cũng ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm của Lưu Tứ Lang. Mọi người đều bước ra ngoài. Mã Lục, con trai ta là do ngươi đánh. Không sai, người là do tôi đánh. Đại ca, bà ta chính là kẻ trước đây đã đánh ta, còn cướp tiền của chúng ta nữa. Huynh phải báo thù cho ta. Người chết chắc rồi. Người đâu, đánh cô ta cho ta. Dừng tay, ai dám gây rối ở đây? Hứa đại phu, không sao chứ? Tôi thì không sao. Đây là nơi mà ta chữa bệnh cứu người, không phải nơi để các người đánh nhau. Các người muốn đánh thì đi chỗ khác. Người báo quan rồi à? Đúng vậy, chi phủ đại nhân, làm phiền ngài rồi. Ngươi lại dám báo quan? Ngươi tin hay không, ta sẽ đánh ngươi. Triệu đại nhân, có người uy hiếp tôi, ngài xem nên xử lý như thế nào? Mã Lục, bắt đầu từ hôm nay, Hứa đại phu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ tính hết lên đầu ngươi.
Đại nhân, Mã Lục là người ăn nói không mang theo não. Ngài coi như hắn đang nói nhảm đi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm phiền tới Hứa đại phu, bởi vì tôi cũng định báo quan. Con nha đầu này muốn giết người cướp của. Đại nhân, trùng hợp, ta vừa hay cũng muốn tố cáo bọn họ tội tống tiền và tội cố ý gây thương tích. Triệu Đức Trị đau đầu, lập tức đưa đám người vào đại lao để thẩm vấn. Lưu Tứ Lang ở lại y quán để điều trị. Lưu Tam Mi, ngươi không cần phải sợ. Ngươi kể lại quá trình xảy ra sự việc đi. Lưu Tam Mi thật thà đem toàn bộ sự việc kể lại một lần. Đại nhân, tôi cũng nói xong rồi. Mã lão đại, ngươi còn có gì muốn nói không? Ngươi thật sự cố chấp không biết hối cải. Ngươi tin hay không, bổn quan trực tiếp giam giữ ngươi lại. Đại nhân, oan uổng quá. Ngài nói vậy thì sao ta có thể nói chuyện tiếp được? Lần này thật sự không phải tôi gây chuyện. Tiểu nha đầu này dã tâm bất chính, thấy ta có tiền, cố tình đổ thức ăn lên người ta, muốn mượn cớ tiếp cận ta, cố ý mưu hại thảo dân. Nương của bọn họ chính là đồng phạm. Lúc nãy khi còn ở y quán, người phụ nữ này muốn dùng chào đánh tôi. Đại phu Hứa và các lang trung ở y viện đều thấy, họ đều có thể làm chứng cho tôi. Lâm Cửu Nương, cô còn có gì muốn nói không? Lời buộc tội không cứ lời vào chữa. Tôi muốn nói rằng những lời mà bọn họ nói đều là nhảm nhí. Đại nhân tin không? Lâm Cửu Nương, mọi việc đều phải có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là hắn nói nhảm thì có thể ha ha. Đại nhân, hắn tố cáo chúng tôi giết người cướp của. Tôi muốn hỏi hắn mang theo tài sản gì để chúng tôi có thể cướp. Không có chứng cứ ai tin. Hơn nữa, ba kẻ nghèo rớt như họ lại giàu hơn tôi sao? Mã lão đại, ngươi có gì muốn nói? Có nhân chứng vật chứng gì không? Đại nhân, báu vật gia truyền của nhà họ Mã, một miếng ngọc dương chi thượng hạng. Sau khi ta bị bọn họ đánh ngất, nó liền biến mất. Ngươi nhìn sợi dây đỏ trên người con bé kia, đó chính là sợi dây đỏ dùng để buộc miếng ngọc dương chi của ta. Chính nó đã trộm miếng ngọc của ta. Lưu Tam Mi, lấy đồ trong người ngươi ra. Tại sao trong người ta lại có sợi dây đỏ này? Nếu thật là ngọc dương chi thì ta tiêu đời rồi. Ha ha ha, nhà đầu thối. Ngươi lấy ra đây đi. Ngươi đang lo lắng và sợ hãi à? Lưu Tam Mi, ngươi nghĩ xem, tuổi trẻ không học điều tốt lại đi học trộm cắp. Mau lấy nó ra. Ha ha ha, đại nhân bảo ngươi lấy ra thì cứ lấy ra đi. Ngươi sợ cái gì? Bình thường không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Lưu Tam Nương thở phào nhẹ nhõm, lấy sợi dây đỏ ra. Đại nhân, ngài xem, đó là miếng ngọc của ta. Miếng ngọc dương chi của ta đâu? Ta rõ ràng đã tự tay đặt vào người ngươi. Tại sao lại là một sâu tiền đồng? Nói đi, tại sao không nói tiếp? Nói tiếp đi, miếng ngọc dương chi của ngươi đâu? Ta chỉ muốn hỏi, đây có phải là vu khống không? Đánh Mã lão đại và những người khác 50 roi, phạt 2 lượng bạc. Triệu Đức Chí từ nội đường ra lại hô lên. Đánh Mã Lục và những người khác 10 roi, phạt 1 lượng bạc. Mã lão đại vì bị thương trên đầu nên không bị phạt, nếu có lần sau sẽ phạt gấp đôi. Triệu Đức Chí giữ lại mẹ con Lâm Cửu Nương, định dặn dò vài câu, nhưng lại bị người khác gọi vào nội đường. Hai người Lâm Cửu Nương đành phải chờ đó. Người trong nội đường có thể ảnh hưởng đến phán quyết của Triệu Đức Chí, xem ra chuyện này không đơn giản rồi. Mã lão đại bị chỉ đạo để vu oan cho Lâm Cửu Nương, nhưng bị Lâm Cửu Nương dễ dàng phản công, dùng mưu kế để lừa Mã lão đại một cú đau đớn. Hiện Thái gia cũng bị khống chế bởi người khác, bất đắc dĩ phải thả Mã lão đại ra. Nương người không sợ sao? Người vừa rồi thật lợi hại. Sợ hãi thì có ích gì? Cô càng lo lắng, càng sợ hãi thì càng phải bình tĩnh. Nếu không, cô làm cái gì cũng không biết. Ngay cả khi bị vu oan rõ ràng như vậy mà cô cũng không phát hiện. Nương, con xin lỗi, con đã gây rắc rối cho người rồi. Nếu xin lỗi có ích thì cô có cần phải ở đây không? Lưu Tam Mi, khi cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ đến cùng. Cô không làm sai thì tại sao phải nhượng bộ? Tại sao phải cảm thấy tội lỗi? Bọn họ nghi ngờ cô, thì hãy dùng sự thật để đánh bại họ. Đường đường chính chính nói với mọi người cô không sai. Nương, con hiểu rồi. Hãy suy nghĩ kỹ, đầu của ta không thể tùy tiện cúi xuống. Nếu đã cúi đầu, sẽ có thể không lấy lại được. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Lâm Cửu Nương ra khỏi huyện nha chưa đi được bao xa, Triệu Đức Trị liền đã chạy tới. Triệu đại nhân, nếu ngài có việc, tôi và ái nữ có thể đợi thêm. Hay chúng tôi sẽ rời đi trước, ngày khác lại đến nghe lời dạy bảo của ngài. Triệu Đức Trị sắc mặt có chút không tự nhiên, muốn nói nhưng lại thôi. Lâm Cửu Nương, không biết cô đã nghe câu này chưa? Cẩn thận bắt ve ngàn năm, cẩn thận chèo thuyền ngàn năm. Ngài ấy là đang nhắc ta phải cẩn thận sao? Triệu đại nhân, có gì ngài cứ nói thẳng. Cũng không có chuyện gì. Cô mau đưa Lưu Tam Mi nhanh chóng trở về đi. Cũng ngay lúc này, Triệu Nhã Kỳ từ từ đi đến. Lâm Nương Tử cũng có thể khiến Triệu Đức Trị thiên vị cô. Tiểu thư nói chuyện cần cẩn thận, hãy suy nghĩ kỹ, phải nghĩ cách để Lâm Cửu Nương rời đi mới được. À lị cha này, tôi đã làm gì cô ta? Tôi chỉ là người không tài không sắc, không tiền bạc, còn là dân phụ. Cô ta cũng không ngại làm khó tôi, cô ta cũng không sợ hạ thấp thân phận mình sao? Cái gì gọi là thiên vị? Cô là đang nghi ngờ khả năng xử án của Triệu đại nhân sao? Triệu đại nhân là quan phụ mẫu của Trấn An Lạc, bách tính Trấn An Lạc đều biết. Triệu đại nhân xử án công bằng, chính trực, chưa từng thiên vị ai. Hay là cô quen bọn họ, muốn bao che cho bọn họ? Nhưng Triệu đại nhân không đồng ý, chỉ muốn thi hành án công bằng. Ngươi lại tạt nước bẩn vào Triệu đại nhân, cô rốt cuộc là có ý gì? Cô là cái thá gì? Lại dám nói chuyện như vậy với ta?
nếu ta là loại đồ vật gì, thì cô là cái gì? Tiểu thư danh gia vọng tộc, miệng thì chỉ trích người khác, lại không cho phép mình hèn hạ, nhưng ngầm thì như một con chuột trù, động tay là đòi đánh người. Nếu thật sự như vậy, tôi xem như được mở mang tầm mắt. Ngươi nói ta là chuột trù, các ngươi đủ chưa? Tiểu thư, gia chủ bên kia là muốn người đến để suy ngẫm, không phải để người đến đây gây chuyện. Nếu người còn như vậy, ta sẽ trực tiếp bẩm báo với gia chủ, để gia chủ phái người đến đón người đi. Ta không thể cung cấp nổi cho các vị đại phu ở làng này. Triệu Đức Chí nói lời cay nghiệt xong, liền tiễn Lâm Cửu Nương, mẹ con rời đi. Cô không nên chọc giận cô ta, sau này gặp cô ta thì tránh xa ra, ha ha. Triệu đại nhân, không phải tôi muốn chọc giận cô ta, là cô ta đến kiếm chuyện với tôi. Tôi cũng tò mò tại sao cô ta lại nhằm vào ta. Triệu đại nhân, có lẽ ngài có thể hỏi giúp tôi chỗ nào đắc tội gì với cô ta? Lâm Cửu Nương nói xong, liền dẫn Lưu Tam Ni đi về hướng y quán. Hứa đại phu, thật sự phiền ngài rồi, chăm sóc tứ lăng lâu như vậy. Theo tâm tình phụ mẫu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi về nhà chăm bôi thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là được. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi, nói tôi biết Mã lão đại khi bị thương đã sử dụng một thuốc gì. Lâm Cửu Nguyên cũng không giấu giếm, liền kể cho hắn nghe về vị thuốc tam thất, bao gồm công dụng và hình dạng. Nhưng không ngờ lại khiến hứa đại phu hứng thú đến vậy, trò chuyện với Lâm Cửu Nguyên, hỏi đủ loại câu hỏi về thử tam thất, cho đến khi Lâm Nương đồng ý ngày mai dẫn hắn lên núi đi tìm tam thất, sau đó bọn họ mới rời đi. Nương, hứa đại phu nói nương không phải người bình thường, nói người không đơn giản. Như thế thì sao? Con cũng thấy nương rất lợi hại. Bất định bậu đi, vô ích thôi. Bảo cậu thu dọn đồ đạc, quay lưng lại đã bị người ta đánh thành thế này. Cậu nói xem, cậu có phải quá yếu không? Nương, con muốn trở nên mạnh mẽ, con muốn bảo vệ mọi người. Cậu nghiêm túc thật sao? Khẩu hiệu muốn trở nên mạnh mẽ nghe rất hay, nhưng cậu có biết phải chịu bao nhiêu khổ cực, đổ bao nhiêu mồ hôi không? Đây không phải chỉ là chuyện của một câu nói đâu. Không làm được thì đừng có hô hào lung tung. Ta mới không muốn bị người khác chê cười. Nương, con nghiêm túc mà. Con muốn trở nên mạnh mẽ, con muốn bảo vệ mọi người. Con không muốn sống một cách vô định không mục tiêu nữa. Có lý tưởng, có hoài bão là tốt. Cố lên, tôi sẽ ủng hộ cậu về mặt tinh thần. Tôi lại cảm thấy nương là chiếu lệ tôi, nhưng tôi không có bằng chứng. Trong lúc Lưu Tứ Lang đang ngẩn người, Mã lão đại và những người khác lại tới. Các người muốn làm gì? Cút cho tôi sẽ không để các người làm hại nương và tỷ tỷ tôi. Thằng nhóc này rõ ràng tự mình cũng sợ hãi không thôi, gặp nguy hiểm còn biết đứng chắn trước mặt ta, vẫn là không tệ, chỉ là hơi nhát gan một chút. Lưu Tứ Lang, ta vẫn chưa chết, chưa đến lượt cậu ra mặt, đi cùng với tam tỷ của cậu đi. Mã lão đại, các ngươi tự dâng mình đến đây, vừa hay đỡ tốn công ta phải đi tìm các ngươi. Nói đi, ai sai các ngươi đến gây rắc rối cho chúng ta? Lâm Cửu Nương thấy bọn họ không thành thật, liền rút chảo ra đánh cho một trận. Một trận không phục thì thêm một trận nữa đánh, cho đến khi chịu phục mới thôi. Mã lão đại, các ngươi đã phục chưa? Có thể thành thật khai báo chưa? Ngươi là ác quỷ sao? Dù có đánh ta cũng không nói đâu, ngươi yên tâm đi. Cô ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi nói là người nữ nhân ở huyện nha sẽ không tha cho ta à? Ta không nói thế. Quả nhiên là nữ nhân đó. Nếu không thì tại sao Triệu Đức Chí lại thay đổi phán quyết? Cút cho ta. Còn có lần sau, ta cũng không thủ hạ lưu tình nữa. Lâm Cửu Nương, Hoa Lạc dẫn theo tỷ đệ Lưu Tam đi rời đi. Ta đã lục soát hết ký ức của nguyên chủ, cũng không nhớ ra có gì liên quan gì đến ả lụy trà đó. Đến giờ ta vẫn không hiểu sao ả trà xanh đó lại nhằm vào ta như vậy. Như thể ta đã cướp mất nam nhân của cô ta, thật phiền phức. Nương, vừa rồi người quả là uy phong mà. Cậu im miệng cho ta bây giờ không muốn nói chuyện. Tứ Lang, đừng nói nữa, nương tâm tình không tốt, không được chọc giận nương. Nương bây giờ đang rất bực mình, có thể ra tay đánh người bất cứ lúc nào. Lưu Tứ Lang vẫn là không nhịn được. Lâm Cửu Nương không muốn nói chuyện thì hắn ta cùng Tam Tỷ nói, các người muốn bị đánh à? Tỷ đệ Lưu Tam Ni lập tức không dám nói nữa, ngoan ngoãn tiến về phía trước. Cho đến khi Lâm Cửu Nương đi xa, Mã Lục mới dám nói, đại ca, nữ nhân này không dễ đối phó, ngươi nghĩ sao? Cứ như vậy mà bỏ qua thì sao? Ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ nên từ bỏ đi. Nữ nhân đó quá hung hãn, không thể chọc vào được. Chọc giận cô ta thật sự sẽ đâm người đấy. Từ bỏ là không thể nào. Dù chúng ta có bỏ qua cho bọn họ, thì người đó cũng sẽ không tha cho họ. Một buổi sáng sớm, Hứa đại phu cũng đến thăm nhà. Lâm Cửu Nương cũng không từ chối, liền dẫn Hứa đại phu lên núi Đại Thanh Sơn. Tam tỷ, đệ cũng muốn cùng Nương lên núi. Với tình trạng của đệ bây giờ, ở nhà cho lành, đừng gây thêm rắc rối cho Nương. Nếu đệ thấy chán thì hãy đi sắp thuốc đi. Tam tỷ, đệ muốn trở thành một người lợi hại như nương. Tỷ nghĩ nương sẽ dạy đệ không? Ha ha, tỷ không chắc chắn nương sẽ dạy đệ không. Nhưng tỷ chắc chắn nếu đệ không cố gắng năn nỉ nương, nương chắc chắn sẽ không dạy đệ. Cơ hội mất vẫn còn hy vọng. Trong lúc họ đang nói chuyện, Lưu lão thái dẫn theo Lưu đại lang đi tới. Các ngươi mau rời đi, nhà ta không hoan nghênh các ngươi.
Lưu Tam Nhi, ngươi đây là có ý gì? Ta nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi là có thái độ gì? Ta không dùng chào đuổi các ngươi đã là rất khách khí. Cút ra ngoài cho tôi, đừng đứng trước mặt tôi ra vẻ trưởng bối. Bà không xứng, Lưu Tam Nhi, mau xin lỗi nãi nãi. Không biết lớn nhỏ, muốn bị đánh phải không? Mấy ngày không gặp ngươi lại trở nên giống như ngươi. Ta thấy ngươi là cần được dạy dỗ. Lưu Tam Nhi bị lời nói của Lưu Đại Lang làm cho tức giận, trực tiếp rút chảo ra. Lâm Cửu Nương vì muốn cảm tạ Hứa Đại Phu đã tận tâm chăm sóc cho Lưu Tứ Lang, quyết định dẫn ông ấy lên Đại Thanh Sơn tìm kiếm dược liệu. Tam Thất, Lưu Lão Thái và Lưu Đại Lang lại đến gây sự. Lưu Tam Nhi oán trách và cùng Lưu Đại Lang so tài thiết xa trưởng. Lưu Đại Lang, ta không có ca ca như ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Lưu Tam Nhi, ngươi điên rồi, ngươi dám đánh ta, ngươi xem ta xử ngươi thế nào. Lưu Đại Lang chưa kịp động thủ đã bị Lưu Tam Nhi đánh cho bất ngờ. Các ngươi giỏi lắm, ta đi còn không được sao? Ta sau này cũng không có những huynh đệ tỉ muội như các ngươi nữa. Lưu Đại Lang nói xong liền chạy. Lưu Đại Lang, cái đồ vô dụng này lại dám bỏ ta mà chạy. Các ngươi cũng muốn đánh ta phải không? Đến đây, ta ở đây, đánh đi. Các ngươi thật không biết xấu hổ, đồ bất hiếu. Tôi thật muốn dùng chảo đánh bà ta. Ai, hai ngươi là con sói mắt trắng. Dù gì trong các ngươi cũng chảy dòng máu của Lưu gia ta. Ta có thể làm gì các ngươi đây? Những gì ta làm đều là muốn tốt cho các ngươi. Dù các ngươi có thừa nhận hay không? Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút ra khỏi nhà ta. Chúng tôi không hoan nghênh bà. Những lý lẽ này bà đi mà nói với Lưu Đại Lang. Bà muốn tốt cho tôi cái rắm. Mau cút ra ngoài. Các ngươi thật không biết điều. Ta đến đây là để giúp các ngươi. Nghe nói sạp hàng của các ngươi bị đập, người cũng bị đánh, suýt nữa phải đi tù. Ta thấy các ngươi thật đáng thương nên mới chỉ cho các ngươi cách. Ta quen biết một người có thể giúp. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục làm ăn thì để nương nương quỳ xuống cầu xin ta. Chỉ cần cô ta ba quỳ chín khấu thành tâm đến cầu xin ta, ta có thể cân nhắc giúp đỡ các ngươi. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau cút. Lưu Lão Thái thấy bọn họ không chịu nghe, chỉ đành lặng lặng rời đi. Tam tỷ, đệ nghi ngờ việc Mã Lão Đại gây rắc rối cho chúng ta liên quan tới bà ta. Ta cũng nghi ngờ, nhưng đệ có chứng cứ không? Nếu không có thì đừng quan tâm, đợi nương về rồi hãy tính, đừng gây chuyện. Bên kia, Lâm Cửu Nương đi tìm kiếm Tam Thất cũng không thuận lợi. Chúng tôi không phải đồng bọn của hắn, chúng tôi cái gì không biết, có thể thả chúng tôi đi không? Chúng tôi chỉ tới đây để hái thảo dược, không cố ý mạo phạm, rời đi là không thể nào, nhưng ta có thể khiến các ngươi ra đi không đau đớn. Ta thấy các ngươi là tự tìm chết. Nương tử thật có một thân võ công cao cường, đại ân không nói lời cảm ơn, dám hỏi danh tính nương tử. Ta chỉ tự cứu mình thôi, ta lại không có ý cứu ngươi. Tại hạ Tần Nguyệt, xin cáo từ trước. Ta tên Lâm Cửu Nương. Tần Nguyệt sau khi biết tên của Lâm Cửu Nương, liền quay người đi sâu vào trong Đại Thanh Sơn. Ngươi không sao chứ, ngươi đại phu? Lâm Cửu Nương, ta đã nói cô không đơn giản mà. Võ công này ta e là không có đối thủ. Ngươi đại phu, ta hy vọng ông tự biết giữ mình. Chuyện hôm nay dự tính trong bụng, nếu không tôi sẽ để ông cúi giữa dưới đất. Ta biết rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người rời đi. Lâm Cửu Nương vừa đi tới cổng làng lại gặp nhóm bà Tám. Cửu Nương, cô làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Cô không sao chứ? Ta không sao, hai quả dại này cho cô, rất ngọt đấy. An Thẩm là người tốt, dù là trước hay sau khi Lâm Cửu Nương đến đây đều thể hiện rất nhiều thiện ý. Sao chúng tôi không được nhận? Chỉ cho An Thẩm mà không cho chúng tôi. Ta chính là không cho các ngươi. Tôi không thích ăn. Cửu Nương, cô cứ mang về đi. Cho cô ăn thì ăn đi, không thiếu hai quả này. Không thiếu hai quả này, sao không lấy thêm vài quả ra cho chúng tôi nếm thử? Còn giả vờ hào phóng, bây giờ trong làng ai mà không biết sạp hàng của ngươi bị đập? Không làm ăn được nữa xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Đồ của ta tại sao phải cho ngươi nếm? Ngày nào cũng chỉ muốn ăn chùa, muốn ăn thì tự lên núi hái đi, không ai cản ngươi. Sạp hàng của ta bị đập liên quan gì đến ngươi? Loại người như ngươi đáng đời. Thật tiếc cho Lưu Lão Thái còn muốn giúp ngươi giải quyết chuyện này, để ngươi tiếp tục làm ăn kiếm tiền. Lưu Lão Thái đáng lẽ không nên giúp ngươi. Người như ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, không đáng được giúp đỡ. Lão Thái bà đó tốt bụng giúp ta, Lão Thái bà đó không hại, chết ta mới là chuyện tốt. Còn giúp ta, các ngươi đang mơ giữa ban ngày à? Lâm Cửu Nương chẳng buồn để ý đến đám ngốc này, vừa bước vào sân viện. Lưu Tam Nhi, tỷ đệ họ đem chuyện của Lưu Lão Thái kể lại một lượt. Ngươi nói bà già nhà họ Lưu đến đây, nói bà ta có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này, nói giúp chúng ta tiếp tục làm ăn. Đúng vậy, bà ta nói như thế, thái độ còn rất kiêu ngạo. Nương, con nghi ngờ Mã Lão Đại đến phá sạp hàng của chúng ta, khẳng định là bị Lưu Lão Thái mua chuộc rồi. Dù sao bà ta cũng không thoát khỏi liên quan. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ thì đừng nói. Nhưng, điều này còn không rõ ràng sao? Nếu bà ta không biết gì, tại sao lại nói như vậy? Không sợ nương vạch trần lời nói dối của bà ta sao? Bà ta nói nương phải ba quỳ chín lạy cầu xin bà ta giúp đỡ. Khi con nghe thấy điều đó, con thật muốn tát cho bà ta một cái. Ba quỳ chín lạy, mặt bà ta dày thật.
Lâm Cửu Nương nói xong đi thẳng vào phòng tắm, để tỷ đệ họ ở lại nhìn nhau. Tam tỷ, nương đây là có ý gì? Theo tính cách của nương, bây giờ không phải là nên xông qua đó, trực tiếp cho bà ta một cái tát thật mạnh sao? Tứ lang, nương trong lòng đệ là loại người như vậy, một lời không hợp trực tiếp động thủ sao? Chẳng lẽ không phải? Hình như cũng đúng. Ở bên kia, Lưu lão thái biết được Lâm Cửu Nương đã về, bà ta lập tức hưng phấn, kêu mọi người hành động, chờ đợi sự xuất hiện Lâm Cửu Nương đến. Ta nói với các ngươi, một lát nữa khi ác phụ đó đến đây, các ngươi cứ nghe theo lệnh của ta. Khi ta bảo các ngươi đập, các ngươi cứ đập mạnh vào cho ta. Nương, đây là lúc để dạ lan hương tỏa sáng, con có chút không thể chờ thêm nữa. Ha ha ha. Được rồi, ta bảo đập thì đập, không cần khách sáo. Mộ Quyên và Triệu Thanh Lan nghe mà run sợ, bọn họ đều sợ mẹ chồng sẽ đến. Nhị lang trông đầy phấn khích, có vẻ hắn rất ghét nương. Đại tẩu, nương không phải người xấu, muội muốn đi báo tin cho nương. Ta sẽ giúp muội, muội đi cửa sau cẩn thận chút. Triệu Thanh Lan cẩn thận rời đi. Nương, người chắc chắn cô ta sẽ đến chứ? Yên tâm, muốn làm ăn thì phải quỳ mà cầu xin ta. Đáng chết, Lâm Cửu Nương, về lâu như vậy mà vẫn chưa đến cầu xin ta. Đã lâu như vậy rồi, người không phải đang cố tình lừa con chứ? Lưu lão thái vốn tâm tình không tốt, nghe Lý Tú Quyên chất vấn, tức giận xông về phía Lý Tú Quyên đánh một trận. Đại lang, ngươi đi xem cô ta đã đến chưa? Nãi nãi, con không đi đâu. Sáng nay con bị đánh chưa đủ thảm sao? Nhị lang ngươi đi, ngươi ăn của ta, uống của ta, làm chút việc cũng không được sao? Mau đi, Lưu nhị lang không cam lòng đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu đã thấy hai người, một trong số đó là Lưu Hắn. Lâm Cửu Nương, cô tự nói, nếu ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi sẽ chỉ cho ta cách khử mùi hôi của nội sạn heo. Ngươi không lừa ta chứ? Ha ha, ta Lâm Cửu Nương nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi thuyết phục được Lưu lão thái, đừng nói lời thừa thãi, ta sẽ dạy cô. Lý đại khẩu hào hứng đi đến phía đại viện nhà Lưu gia. Tôi vốn không muốn dính dáng đến Lưu lão thái bọn họ, nhưng Triệu Thanh Lan nói với tôi, bọn họ chuẩn bị nhiều bất ngờ như vậy, nếu tôi cái gì cũng không làm, thì thật có lỗi với tấm lòng của bọn họ. Lưu lão thái bày mưu hãm hại Lâm Cửu Nương. Lâm Cửu Nương tương kế tự kế dẫn Lý Đại Khẩu tới, để hai ác nhân đấu đá lẫn nhau. Lý Đại Khẩu vừa bước vào sân viện nhà họ Lưu, đã bị ném đủ thứ vào người, trong đó có cả một chậu dạ hương, khắp người tỏa ra mùi hương nồng nặc. Trận đấu kết thúc rồi, Lâm Cửu Nương mới thong thả bước tới. Ha ha, trận chiến này thật ác liệt. Lâm Cửu Nương cô là dùng ra làm thế thân sao? Lý Đại Khẩu, sao lại là cô? Cô vào nhà ta sao không gõ cửa, lại không lên tiếng? Đáng chết, Lâm Cửu Nương, mẹ kiếp, Lưu lão thái, các người phá hỏng niềm tự hào của cả đời ta, lại còn vô liêm sỉ nói là lỗi của ta. Ngươi, bà già chết tiệt, ngươi chờ đấy cho ta. Lý Đại Khẩu tức khắc lao vào Lưu lão thái, cùng bà ta vật lộn, để bà ta cũng đến mùi hương lạ này. Lý Đại Khẩu, là Lý Tú Quyên ném cô tìm nhầm người rồi. Lâm Cửu Nương, gọi ta làm gì? Ta nói sự thật đấy. Thật sự là Lý Tú Quyên ném cô, ta đều thấy cả rồi. Cô tin ta đi. Lâm Cửu Nương, cô thật đáng chết. Ta quyết đấu với cô. Cô cút cho ta. Cô còn muốn công thức không? Đi tìm Lý Tú Quyên đi. Lý Đại Khẩu vì công thức đành phải tấn công Lý Tú Quyên, cho cô ta một trận. Ta nghe nói các ngươi đang đợi ta, ta vốn định báo cho các ngươi không cần đợi nữa, không ngờ các ngươi lại nhiệt tình mời ta xem kịch. Ta thật sự cảm ơn các ngươi, muốn ta ba quỳ chín lạy cầu xin các ngươi, khuyên các ngươi đừng nghĩ nữa, đừng làm kẻ ngốc nữa. Lâm Cửu Nương nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt bọn họ khó coi thế nào, quay người rời đi. Sáng hôm sau, Lưu Tứ Lang cứ bám theo Lâm Cửu Nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cứ bám theo ta. Ha ha, con muốn giúp nương mà. Cút đi cho ta, không có việc lại tỏ ra ân cần, không gian thì trộm. Nói, ngươi có mục đích gì? Người là nương con đối tốt với người là lẽ đương nhiên. Con có thể có mục đích gì chứ? Con chỉ muốn nương được nghỉ ngơi nhiều hơn. Những việc nhỏ này để con làm là được. Người hôm qua bị đánh trúng đầu, có phải bị đánh ngốc luôn rồi không? Vốn dĩ đã ngốc rồi, giờ ngốc hơn nữa, ngươi sợ là không cứu được rồi. Tứ lang à, để định bợ thì cứ định bợ đi. Sao lại bê đá đập chân ngựa thế? Đi, theo ta lên núi. Lưu Tứ Lang, sao ngươi lại nới lỏng với ta? Cơ hội chỉ có một lần, không nói thì sau này đừng nói gì nữa. Nương, con muốn trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Chỉ ngươi thôi sao? Khó lắm. Ngươi cứ làm nông dân cho tốt đi. Ngày mai ta sẽ tìm thôn trưởng mua cho ngươi 2 mẫu đất để trồng. Con có thể vừa trồng trọt, vừa học kỹ năng từ người không? Học võ công đánh nhau của người. Nếu con học được, con có thể bảo vệ mọi người. Ngươi sẽ đi đánh nhau, ta có thể dạy các ngươi mọi thứ, chỉ không dạy các ngươi đánh nhau. Nương, vậy chúng ta nói rồi đấy nhé. Ngươi dạy con những thứ khác, con không sợ khổ, không sợ mệt, nhất định sẽ học thật tốt. Chúng ta quyết định vậy nhé. Thằng nhóc thối, ai quyết định với ngươi? Ta đã đồng ý chưa? Ha ha ha, tam nha đầu à, có phải rất buồn cười không? Hai tên ngốc, các ngươi mà ngốc nữa thì chật hết cứu. Sau một thời gian tìm kiếm, Lâm Chủ Nhung bọn họ cũng tìm được không ít khoai môn. Nương, để con mang một ít khoai môn về trước, tiện thể mang nước từ nhà đến cho mọi người. Ngươi về trước đi, trên đường nhớ cẩn thận.
Nương tìm nhiều khoai môn như vậy về nhà để làm gì? Ngươi hỏi làm cái gì? Chắc chắn là để ăn rồi. Nương, đây là khoai môn, có độc không ăn được. Đúng vậy, nương, khoai môn có độc, ăn vào sẽ nôn mửa, tiêu chảy. Đau bụng là người khác, không phải ta. Làm theo lời ta nói là được. Đừng nghi ngờ lời ta nói, mau đi về đi. Lưu Tam Ni ngoan ngoãn về nhà, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì ngoài cửa lại vang lên tiếng xe ngựa. Các người muốn làm gì? Chữ tiểu thư, đây chính là Lưu Tam Ni mà ta đã nói. Một nha đầu bốc nách, hoang dã, chính là nó. Không biết nghe lời, rất cứng đầu. Bà nói ai? Bà lại đến đây gây sự với tôi. Đừng nghĩ bà là nãi nãi tôi, thì tôi không dám làm gì bà. Tôi nói cho bà biết, nếu bà còn chọc giận tôi đối với bà sẽ không khách sáo nữa. Lưu Tam Ni, ngươi muốn tạo phản à? Người cứ chờ đấy, tương lai sẽ cho người đẹp mặt. Quả nhiên là rất cứng đầu, không biết tôn ti trật tự, giống y hệt đương nó. Với tính cách này mà muốn gả vào nhà quyền quý hay nhà giàu có, tính cách này cần phải rèn rũa nhiều. Tiểu thư nói rất phải, nha đầu này cứng đầu và ngu ngốc. Tiểu nha đầu, bây giờ quỳ xuống dập đầu với ta, ta có thể dạy ngươi quy củ, đảm bảo ngươi sẽ vào được nhà quyền quý, hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Đã nghe rõ chưa? Nhà đầu thối, mau tới dập đầu với triệu tiểu thư. Được triệu tiểu thư dạy ngươi là phúc khí của ngươi. Đây là thứ mà ác phụ kia của ngươi không thể cho ngươi. Còn không mau quỳ xuống dập đầu. Ta khinh, bà bị bệnh à? Ai thèm cô ta dạy, ta còn nương ta dạy. Bà thích quỳ lại người khác như vậy, thì tự mình quỳ đi. Cầu họ giới thiệu một ông già giàu có cho bà. Còn bà gả qua đó hưởng phúc, không ai ngăn cản bà. Nhà đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi? Bà có thể thử xem ta có đánh trả hay không? Chữ tiểu thư, tôi luận còn chưa đến lượt cô dạy. Cút sang một bên, tự cô còn không biết quy củ mà muốn dạy ta. Cô cũng xứng sao? Lưu Tam Ni nói xong liền chuẩn bị đi. Tiểu Cúc tiến lên chặn lại. Lưu Tam Ni trực tiếp tặng cho một cái tát, rồi đi tìm Lâm chủ nương. Không cần chặn nữa, chỉ là một tiểu nha đầu chưa trải sự đời. Ta còn không xử lý được nó thì ta làm sao mà sống? Nói ta không biết quy củ, ta lại có tư cách không biết quy củ. Tiểu nha đầu, đừng để ta bắt được ngươi, không thì sẽ cho ngươi biết tay. Chữ tiểu thư, theo ta thấy, ngươi đừng quan tâm nha đầu không biết điều này nữa. Ngươi xem thái độ của nó kìa. Ngươi thì hiểu gì chứ? Ngươi chỉ giỏi tiêu tiền, làm việc thì kém cỏi nhất. Nếu ngươi có chút bản lĩnh, ta cần gì phải đích thân ra tay. Đi thôi, đến nhà ngươi xem sao. Triệu Nhã Kỳ vừa vào sân viện đã muốn quay đầu đi ngay. Tiểu thư, không thể đi được. Người quên lời lão gia rồi sao? Ta bảo bọn họ dọn dẹp lại, rồi trải thảm cho người. Được rồi, giao cho người đấy. Ở bên kia, Lưu Tam Ni tìm thấy Lâm Cửu Nương kể lại toàn bộ sự việc. Ta và bọn họ không còn là người một nhà từ lâu. Nhà họ có họ hàng giàu có, hào phóng, liên quan gì đến ta? Nương, nữ nhân đó tuy đẹp, nhìn có vẻ giàu, nhưng đầu óc có vấn đề. Cô ta bảo con quỳ xuống dập đầu với cô ta, nói có thể dạy con quy củ, giúp con gả vào nhà quyền quý. Nói được mấy lời như vậy, đầu óc không phải có vấn đề sao? Có lẽ cô ta nói thật đấy. Cô ta dạy ngươi, thật sự có thể giúp ngươi gả vào nhà quyền quý. Nương, người nói trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Cô ta giúp con như vậy, tâm tư cũng chuyện nhỏ. Đến lúc đó, cô ta muốn con dùng mạng sống để trả. Coi như ngươi thông minh, mau mang về nhà đi. Làm xong rồi thì về nhà ăn cơm. Lâm Cửu Nương bọn họ vừa về nhà liền bắt đầu rửa khoai môn, chỉ một lát đã rửa xong rồi. Nương, người chắc chắn ăn được chứ? Trước đây trong làng có người ăn nhầm, nằm nhất giường tiêu chảy và đau bụng, mất mấy ngày mới khỏi. Độc tố không loại bỏ, tự nhiên sẽ như vậy. Nhưng loại bỏ độc tố rồi, những thứ này có thể làm món đậu phụ khoai môn rất ngon. Nương, nếu không tối nay làm một chút để thử, xem tâm trạng đã. Được thôi. Nương, khi nào người dạy con cái gì đó? Dạy ngươi cái gì cơ? Ngươi muốn làm nông dân suốt đời hay muốn làm gì khác? Cả đời này hắn chỉ có số làm nông dân, không có thể làm gì khác. Chỉ dựa vào hắn muốn làm nông dân cũng không được, chỉ có thể làm ăn mày. Xem ra nhà phải nuôi một con sói, để tránh một số con mèo con chó 3 ngày 2 bữa xông vào nhà ta. Ta hỏi ngươi câu hỏi ngươi vẫn chưa trả lời. Nương, con không muốn. Chỉ có cái đầu gỗ của ngươi. Ngươi không muốn làm nông dân, ngươi còn làm được gì? Làm ăn mày ạ? Ta đang nói chuyện với con trai ta, không đến lượt ngươi xen vào. Triệu Nhã Kỳ không giả vờ nữa, trực tiếp đến nhà khiêu khích, nhưng bị Lưu Tam Ni mạnh mẽ đáp trả. Triệu Nhã Kỳ quyết định tổ chức đại yến. Lâm Cửu Nương, nơi rách nát này, ngươi nghĩ ta muốn đến sao? Nhà ta có khách quý, mời ngươi qua một lời. Ta đã nói không cần viết thiệp mời. Cô ấy cứ nhất quyết viết, nói là để tỏ vẻ trang trọng. Trang trọng thì sao? Cả một nhà không ai biết chữ, lãng phí phải viết chữ của cô ấy. Lâm Chủ Nương trực tiếp đem nội dung trên thiệp mời đọc lên từng chữ không sai một câu.
Lâm Cửu Nương có phải đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi không? Tại sao cô ta đọc nội dung thiệp mời giống hệt như những gì Triệu Tiểu Thư nói với ta? Tối nay đại khách thì đại khách, còn viết một đống lời lẽ vô nghĩa, đang xúc phạm ai đây? Chúng ta không đến, Lưu Lão Thái nghe. Lâm Cửu Nương từ chối, bà ta cũng quyết định rời đi. Nương, người biết chữ à? Ha ha, người muốn học à? Ha ha, Nương, con muốn biết chữ, người có thể dạy con không? Xem tâm trạng đã. Bên kia, Lưu Lão Thái một thân chật vật trở về Lưu gia. Hai rách Triệu Tiểu Thư, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã bảo không cần mời cô ta. Người cứ không tin, chữ của người viết đẹp thế kia, nhìn một cái là biết tài hoa xuất chúng. Nhưng Lâm Cửu Nương lại nói người viết thứ nhảm nhí, chẳng phải là xúc phạm người sao? Cô ta thật sự nói vậy sao? Còn không phải sao, cô ta còn chế giễu người. Bản tiểu thư phải hỏi cho rõ cô phụ nữ này, thiệp mời của bản tiểu thư có gì vô lý? Tiểu thư, ta có thể không đi được không? Cút, tiểu phúc, ngươi dám nói thêm một câu, bản tiểu thư sẽ xử lý cả ngươi. Buổi chiều, Lâm Cửu Nương dẫn theo Lưu Tứ Lang và Lưu Tam Nhi cùng làm đậu phụ Ma Vũ. Nhưng, sao lại thêm nước cho cỏ vào? Vừa độc vừa bẩn, ăn được không? Người đừng lừa dối con, cái gì cũng không biết. Hôm nay chắc chắn không ăn được, phải để qua ngày mai, cần để vài canh giờ, chờ đến khi tình hình, rồi đun lửa lớn khoảng 2 canh giờ. Nhưng, phiền phức quá. Ha ha ha, suốt ngày chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Có tin không, ta đánh người bây giờ. Nương, người hiểu lầm rồi, con tuyệt đối không có ý đó. Con chỉ thấy ăn món này quá nhiều bước, đặc biệt phiền phức. Đến lúc ăn, người sẽ không chê nhiều bước nữa, lười chết đi được, đi nấu cơm đi. Cũng ngay lúc này, Lưu Lão Thái dẫn theo Triệu Nhã Kỳ xông vào. Lâm Cửu Nương, ngươi cái đồ ác phụ, mụ già chết tiệt, bà muốn làm gì? Già rồi còn thích gây chuyện, cút cho ta. Ngươi đồ ác phụ thật không biết lớn bé. Bà là muốn thử sức thiết xa trưởng của ta phải không? Ta lại không phải. Ha ha, không dám thì cút nhanh, còn muốn ta cho các ngươi ăn cơm nữa à? Lâm Nương Tử, cô làm vậy là không đúng. Mau, xin lỗi Lưu Lão Thái. Chó tọc mặt chuyện mèo, ăn dưa mặn lo chuyện nhạt. Lâm Cửu Nương chẳng thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp về phòng ngủ một giấc, để bọn họ ở sân điện nhìn chằm chằm. Được lắm Lâm Cửu Nương, ngươi cứ đợi đấy, xem bổn tiểu thư xử lý ngươi thế nào. Chúng ta đi thôi. Tam tỷ, tỷ có thấy nương càng ngày càng nóng tính không? Phí lời ít thôi, nương chúng ta chắc là mãn kinh đến rồi, không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn im lặng đi. Hôm sau thôn trưởng, Cố Trường An sáng sớm đã đến sân nhà Lâm Cửu Nương, nhìn thấy một đống lớn khoai môn. Cửu Nương, các người không phải mang khoai môn xung quanh thôn, đào hết về đấy chứ? Còn không phải sao, thứ này có độc không ăn được. Các người đào về làm gì? Điều này tôi có thể nói cho ông sao? Tôi Tứ Lang rất thông minh. Cửu Nương, đây là ruộng mà cô bảo ta mua. 4 mẫu ruộng đất tốt, 2 mẫu đất hoang. Ngươi xem, Nương là mua đất cho tôi rồi. Nương đối xử với tôi thật tốt. Đúng vậy, là mấy mẫu đất mà ông dẫn ta đi xem. Ồ, đây là 20 văn tiền là thù lao của ông. Chính là mấy mẫu đất đó. Nếu cô muốn canh tác, tốt nhất đợi đến sau khi thu hoạch có nước rồi mới canh tác. Bây giờ sông không có nước, cô muốn cày đất cũng khó. Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Sau khi Cố Trường An rời đi, Lâm Cửu Nương vội kéo một thùng nước lên. Nương, sao nước này lại đục thế? Buổi sáng vẫn còn trong mà. Dạo này trời không mưa, nước cũng trở nên đục rồi. Đây cũng là điểm báo, hạn hán rồi đây. Lâm Cửu Nương ra ngoài dạo một vòng, phát hiện lúa nước đã héo úa, sông cũng cạn khô, giếng nước lại đục ngầu. Nếu thật sự là hạn hán, ta cũng nên nói trước, sớm chuẩn bị trước có lẽ sẽ mất được một người. Lúc này thôn trưởng từ xa vội vàng đi qua, Lâm Cửu Nương vội vàng ngăn cản Cố Trường An, trưởng thôn xin dừng bước. Lâm Cửu Nương ạ, nếu là chuyện về dụng đất thì lát nữa hãng tìm tôi. Tôi bây giờ có việc quan trọng cần xử lý. Đợi đã thôn trưởng, tôi tìm ông có chuyện liên quan về việc nước sông giảm. Bây giờ mực nước ở tất cả các nguồn nước đều giảm, không chỉ là con sông này, dưới nước cũng vậy. Làng An Lạc đã 2 tháng không mưa, tôi nghi là hạn hán. Cửu Nương, cô có biết hậu quả khi nói vậy không? Không hiểu thì đừng ăn nói bát nháo, không thì cô sẽ không biết cô chết như thế nào đâu. Giữ kín miệng lại cho ta, không được nói chuyện này với ai nữa. Cố Trường An nói xong liền tức giận rời đi. Lâm Cửu Nương, cô sao có thể nói ra những lời không đáng tin này? Nếu bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Tôi cũng nói hết những gì cần nói rồi, hắn không tin cũng không trách ta được. Lâm Cửu Nương hoàn toàn không để ý nội dung nói chuyện giữa cô và Cố Trường An đã bị người khác nghe thấy. Tin tức của hạn hán đã lan truyền khắp cả làng An Lạc. Ta khó khăn lắm mới khuyên giải được người ở làng thượng nguồn. Đáng chết Lâm Cửu Nương lại đi gây chuyện khắp nơi. Lời này sao có thể nói ra được? Cố Trường An đang chuẩn bị ra ngoài an ủi mọi người, lại nghe thấy cha mình đang lẩm bẩm. Cha, người vừa nói gì vậy? Năm ta 13 tuổi, hạn hán cũng giống như bây giờ. Sông lớn cạn đáy, nước giếng ngập ngầu. Nếu không mưa sớm, sợ rằng sẽ thực sự xảy ra hạn hán.
Chẳng lẽ lời Lâm Tử Nương nói là thật? Về việc bên ngoài đang ồn ào, Lâm Tử Nương mẹ con hoàn toàn không biết. Bọn họ đang cố gắng xử lý khoai môn. Sau một ngày làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành. Nương, nước không chỉ đục, mà còn có đá. Hơn nữa, khi con thả xuống giếng, hình như đụng phải đáy rồi. Giếng nhà mình sắp cạn rồi sao? Cũng may, hôm qua mấy cái chung lớn trong nhà đều đổ đầy nước, e rằng cũng chẳng cầm cự được mấy ngày. Các ngươi cứ ở nhà trước, ta ra ngoài xem tình hình các giếng khác. Lâm Tử Nương lại vội vã đến giếng nước công cộng của làng, nhưng lại gặp phải Lý Đại Khẩu gây phiền phức. Lâm Tử Nương, đây là cái gọi là hạn hán mà người nói có thể múc được nước sao? Hạn hán này thật đúng là hạn hán. Các dân làng khác cũng đồng loạt đuổi theo, chỉ trích Lâm Tử Nương tung tin đồn. Các người muốn làm gì? Muốn tỉ thí với ta sao? Lâm Tử Nương lười đôi co với họ, liền rút chảo ra ngay. Đám đông sợ hãi không dám nói. Sao lại không nói tiếp đi? Hay là sợ rồi sao? Có cần ta dùng chảo để giúp các người lấy lại chút dũng khí không? Chật là một đám phế vật, đông người như vậy mà lại sợ một mình Tử Nương, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Nương Tử, cô hành xử như vậy là không đúng, làm tổn hại đến hình tượng nữ nhân. Triệu Nhã Kỳ nói Lâm Tử Nương đi tung tin đồn, kích động quần chúng nổi loạn tấn công. Lâm Tử Nương vốn không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta lại càng lấn tới. Xin lỗi, Triệu Tiểu Thư, ta trượt tay, không làm cô bị thương chứ? Mẹ kiếp đồ ác phụ, muốn đánh tôi thì cứ nói thẳng đi, tôi cũng đâu phải không thể thỏa mãn cô, tìm cớ làm gì? Không sao đâu, tôi chỉ là bị dọa sợ thôi. Lâm Nương Tử, cô không cần để tâm, càng không cần tự trách mình. He he he, ta tự trách cái gì? Ta đã nói là trượt tay mà, và lại cái chảo cũng không đập trúng người cô. Sao cô lại tự phụ như vậy, còn gì muốn nói không? Nếu không thì ta đi đây. Mấy kẻ hèn nhát này, nhiều người như thế mà lại sợ một mình Lâm Tử Nương. Lâm Tử Nương thấy không ai nói gì thì định rời đi. Triệu Nhã Kỳ thấy Lâm Tử Nương muốn đi, liền đưa tay ra chặn lại. Lâm Nương Tử, cô không định giải thích gì sao? Cô thật là ghê tởm đến tận cùng. Đầu óc không tốt thì đừng ra ngoài, cẩn thận chết thì ngu ngốc. Tôi không tức, tôi không tức, tôi tức chết thì ai vui? Tôi phải duy trì hình ảnh thiện lương rộng lượng của mình. Linh Nương Tử, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ nghĩ cô tung tin đồn về chuyện hạn hán, cô cũng phải giải thích cho mọi người. Dù sao mọi người cũng vì cô mà hoang mang lo lắng. Cô đừng tức giận có được không? Tung tin về thiên tai là phải bị trừng phạt. Triệu Nhã Kỳ vừa khóc đã có không ít người xót xa, có người không chịu nổi, trực tiếp trách móc Lâm Tử Nương. Triệu Tiểu Thư có nói sai đâu, cô cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích chứ. Rõ ràng giếng nước vẫn có thể lấy nước, sao cô lại nói hạn hán? Còn không phải sao, tung tin đồn gây hoang mang cho dân chúng, nên bị bắt đi tù. Còn trách móc cô Triệu tốt bụng là không biết điều. Vì vậy, Lâm Tử Nương chính là cái gai của làng An Lạc. Làng ta sau này chắc chắn vì cô ta mà tiếng xấu. Đồn xa, Lâm Tử Nương không nói gì, lặng lẽ nhìn bọn họ một lời ngọt ngào. Ha ha ha, các ngươi nói xong chưa? Nói ta tung tin đồn, muốn báo quan bắt ta đi tù. Ta sẽ ngồi nhà đóng cửa đợi các ngươi đến. Trước đó đừng có ở trước mặt ta. Chọc giận ta, không ta xử hết các ngươi, đều cút sang bên cho ta. Sự hung dữ của Lâm Tử Nương chấn áp không ít người, khi rời đi cũng không ai dám ngăn cản. Tôi thể không hiểu, tại sao một nữ nhân thôn quê như Lâm Tử Nương lại dám đối đầu với cả làng. Cô ta chỉ là một nữ nhân thôn quê, dựa vào đâu mà ngang ngược hơn cả tôi, được cứu hữu chứ? Con Ngụy Trà chết tiệt này là họ hàng của Lưu Thái Bà, ba lần năm lượt đến tìm ta gây chuyện, đừng để ta bắt được cơ hội. Ngày hôm sau, Triệu Nhã Kỳ dẫn Triệu Đức Chí và những người khác đến bắt Lâm Tử Nương. Triệu đại nhân, tôi có thể nói vài lời với hai đứa con của mình không? Nói cái gì mà nói? Đại nhân, mụ đàn bà ác độc này trực tiếp bắt đi. Cứ để cô ta nói chuyện là đang hại người đấy. Triệu đại nhân, xin đừng giận. Mọi người cũng là sợ Lâm Nương Tử, tôi chỉ khuyên cô ấy giải thích với mọi người. Suýt nữa bị cô ấy dùng chảo ném người. Nhưng tôi không trách Lâm Nương Tử. Lâm Nương Tử, cô vẫn nên giải thích cho Triệu đại nhân. Nếu không cô sẽ bị Triệu đại nhân bắt đi thật đấy. Đó không phải là một nơi tốt, cô nên giải thích cho đàng hoàng. Tôi cũng có thể xin Triệu đại nhân cho cô. Triệu tiểu thư thật là tốt bụng. Lâm Cửu Nương đối xử với cô ấy như vậy, mà cô ấy vẫn nguyện ý giúp đỡ cho Lâm Cửu Nương. Không chỉ người tốt mà lòng cũng thiện. Cho dù bị kết án tử hình cũng có cơ hội trình bày. Huống chi tôi chỉ muốn nói vài lời với con cái, chỉ vài lời thôi mà, cũng không được sao? Được rồi, cô đi đi. Triệu đại nhân, cô ta là một ác phụ, giỏi gây chuyện nhất. Nếu cho cô ta thời gian nói chuyện, không biết lại gây ra chuyện gì nữa. Trực tiếp bắt đi là xong. Để bọn họ nói chuyện gì chứ? Người im miệng cho ta, bổn quan làm việc chưa đến lượt người dạy. Lâm Tử Nương, cô chỉ có thời gian một chén trà thôi. Đa tạ Triệu đại nhân. Lâm Tử Nương cảm ơn xong liền đi vào nhà. Nương, trong 3 ngày giếng nước sẽ cạn, sông sẽ ngừng chảy, hạn hán sẽ đến. Đến lúc đó họ sẽ tự nhiên sẽ thả ta về. Vì vậy đừng lo cho ta. Ta không sao. Nương thật sự sẽ có hạn hán sao? Tam thì có khi nào nương nói dối đâu. Hơn nữa nước trong giếng nhà đã cạn đáy, hạn hán không phải là không thể. Nương, người có chuyện muốn dặn dò chúng con phải không? Nếu hạn hán lớn xảy ra, muốn sống sót ra ngoài là không thể. Không muốn chết thì phải chuẩn bị đủ. Nước là quan trọng nhất.
Lâm Cửu Nương dặn dò con mình vài câu rồi ra ngoài. Triệu tiểu thư, đợi khi Lâm Cửu Nương bị bắt đi, cô hãy nói với Triệu đại nhân, không cho cô ta cơ hội ra ngoài nữa. Lâm Cửu Nương chỉ cần đi vào phòng nhân tin thì đừng hòng sống sót ra ngoài. Triệu Nhã chỉ ra hiệu cho Tiểu Cúc hiểu ý ngay. Triệu đại nhân, thời gian đã gần hết rồi, nhưng tiểu thư nhà cô quyết định có nên cho Lâm Cửu Nương một lần nữa, một cơ hội để giải thích không? Nhắc nhở ta thời gian đã hết thì nhắc nhở, còn muốn giả vờ trước mặt ta? Đừng! Ngươi nghĩ là ta không biết bộ mặt thật của ngươi sao, Triệu Nhã Kỳ? Bổn quan không cần ngươi dạy, bổn quan làm việc. Lúc này Lâm Cửu Nương bước ra. Nương, ở nhà đợi ta trở về. Nếu ta không trở về, nếu có ai xông vào nhà thì không cần khách sáo, trực tiếp nếu giao giết họ. Cô trực tiếp muốn tôi hiểu rằng cô còn muốn quay về sao? Ta sợ cô không còn mạng để về. Loại người như cô gieo rắc rối và lời đồn, gây hoang mang cho dân chúng, nên bị bắt nhốt trong phòng nhân ti cả đời. Xem về sau ai còn dám nói linh tinh nữa. Bà nên giữ mồm miệng mình cẩn thận, không thì người bị bắt tiếp theo sẽ là bà. Được lắm, Lâm Cửu Nương, ta đấu không lại ngươi, nhưng ta còn không thắng được hai đứa khốn đó sao? Triệu Đức Chí không lên thương đường, trực tiếp dẫn Lâm Cửu Nương vào thư phòng của hắn. Cô trông không giống loại người không biết chừng mực. Cô cũng nên biết lời cô nói sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực thế nào. Nếu dân chúng vì thế mà kích động, gây ra bạo loạn, cô có 10 cái đầu cũng chém không đủ. Nếu là thật thì sao? Với lại tôi chỉ nói điều này với một mình Cố Trường An, sao lại lan ra cả thành thôn đều biết? Có lẽ ngài nên hỏi thăm hắn. Mọi người đều chỉ hướng vào cô. Hơn nữa chuyện này càng ngày càng náo động, cũng đã không thể dập tắt. Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất nên ra mặt làm rõ. Làm rõ rằng tôi nói dối sao? Triệu đại nhân, ngài không hiểu con người tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tự vả vào mặt mình. Vậy nên ngài chết tâm tư này đi. Cô là muốn ở TGNG cùng nhân ti suốt đời sao? 3 ngày sau ngài sẽ thả ta ra. Cô không định đính chính lời đồn mình tạo ra, còn mơ tưởng rằng ta sẽ thả cô sau 3 ngày. Thật là chuyện hoang đường. Người đâu, dẫn cô ta đi. Triệu đại nhân đợi một chút, có thể cho tôi xin ít bút mực và giấy không? Người là một thôn phụ, cần những thứ đó làm gì? Bút mực và giấy thế này đều là tiền. Một lượng bạc có đủ không? Không cần tiền, ta sẽ cho người mang đến cho cô. Đại nhân Triệu, ngài thật là một vị quan tốt. Nếu có thể cho ta thêm một cuốn Tam Tự Kinh thì tốt quá. Lâm chủ nhân yêu cầu xong liền rời đi. Thật là yêu cầu gì cũng dám đề cập. Người nữ nhân này giả vờ hay thật sự không sợ? Lâm Cửu Nương nhận được bút mực và giấy, liền bắt đầu viết. Lưu Tứ Lang muốn thành công phải đi con đường tắt. Nếu cứ tiếp tục học đọc học viết theo cách thông thường, sợ rằng cả đời này cũng chỉ thoát khỏi cảnh mù lòa. Chỉ cần dạy hắn cách thiên âm, ta dành chút thời gian đánh dấu thiên âm trong một cuốn sách này, thì có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhận biết được nhiều chữ hơn. Triệu Nhã Kỳ lợi dụng thân phận của mình, gọi thủ mẫu quan địa phương đến bắt Lâm Cửu Nương. Lâm Cửu Nương không hề hoảng hốt, còn khẳng định trong vòng 3 ngày, Triệu Đức Chí sẽ thả cô về. Lâm Cửu Nương thả viết Tam Tự Kinh cho Lưu Tứ Lang. Ở một bên khác, Lưu Tam Nhi và Lưu Tứ Lang nghe lời nương, vội vàng đổ nước, cho đến khi các thùng nước đầy. Tứ Lang, để ở nhà trông, ta đi lấy thêm một thùng nước nữa, như vậy là đủ rồi. Tam tỷ, để đi lấy cho. Tỷ hãy nghỉ ngơi một chút. Không cần, để ta đi. Lưu Tam Nhi nói xong liền đi đến giếng công cộng lấy một thùng nước. Nước thực sự càng ngày càng đục, chỉ có tích đủ nước thì mới được. Đúng lúc này, Lưu Tam Nhi bị đánh ngã. Xin lỗi nha, ta lại vội đi ra phải ngươi. Ngươi không sao chứ? Ngươi thật đáng đời, lại để ngươi lên mặt. Ngươi và nương ngươi thật ác độc. Mẹ kiếp, lý đại khẩu, cố ý đẩy ngã, còn muốn ghê tởm ta. Chả trách nương ta thường hay đánh cô ta. Lưu Tam Nhi đứng dậy, nhìn lý đại khẩu đầy ác ý. Sao tôi lại có cảm giác như nhìn thấy nương nó vậy? Tôi không làm gì được Lâm Cửu Nương, chẳng lẽ không làm gì được một tiểu nha đầu hay sao? Lưu Tam Nhi, ánh mắt ngươi là sao? Ta cũng xin lỗi ngươi rồi, cũng nói là ta không cẩn thận, ngươi còn muốn sao nữa? Xin lỗi nhé, tôi cũng vô tình va phải cô không sao chứ? Lưu Tam Nhi nói xong liền trực tiếp về nhà. Thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Tôi đã thề rằng không ai có thể bắt nạt tôi, những kẻ bắt nạt tôi đều phải trả giá. Lưu Tam Nhi còn không biết rằng khi vừa ra khỏi cửa, Lưu Lão Thái đã dẫn con trai và con dâu xông vào nhà bọn họ. Tại sao khi Tam Tỷ khi ra ngoài lại không đóng cửa viện trước? Xem ra phải nuôi một con chó đen lớn. Ra ngoài, nhà ta không hoan nghênh các người. Lưu Tứ Lang, ngươi đồ vương bát đản, không biết lớn nhỏ mà. Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ta đến chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chắc chắn muốn theo người đàn bà độc ác đó sao? Chỉ cần ngươi rời xa cô ta, chuyện trước kia ta sẽ bỏ qua. Còn cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Bà thật là vô liêm sỉ, con ếch xấu xí, ăn hoa, điều đó là không thể. Các người mau đi đi. Với ngươi, bà già tồi tệ. Ngươi bắn ta đi, ta còn phải đếm tiền cho ngươi sao? Không
không giống như ta còn là tiểu bảo bối của người nữa, người còn mua đất trồng cây cho ta. Tên tiểu tử thúi này còn dám từ chối ta. Nếu không phải Triệu Nhã thì bảo ta đến, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lưu Tứ Lang như người bị nhốt trong phòng tối, cả đời này đi mong ra ngoài. Nếu không có chúng ta giúp đỡ, ngươi cả đời này đừng mong cưới được vợ. Không cưới thì không cưới, tôi cũng không cần. Đồ bà già thúi còn dám nói xấu như tôi, cút nhanh cho tôi. Lưu Tứ Lang, ngươi đổ vương bắt đản. Trước đây chỉ dựa vào Lâm Cửu Nương, đối với chúng ta là dám chỉ trỏ. Lão nương ta sớm đã muốn đánh ngươi từ lâu. Bây giờ ác phụ đó đã bị bắt rồi. Hôm nay nếu ta không dạy dỗ các ngươi thật tốt, thì thật có lỗi với tổ tiên nhà họ Lưu. Lưu Tứ Lang vốn không muốn để ý tới bà ta. Lý Tú Quyên muốn đi vào phòng của Lâm Cửu Nương. Lưu Tứ Lang liền chặn lại. Cô muốn làm gì? Không được phép vào phòng của nương ta. Ngươi thật muốn tìm chết. Trước khi Lý Tú Quyên kịp ra tay, Lưu Tứ Lang trực tiếp phản đòn bằng một cái tát. Các người nhớ kỹ cho tôi sớm đã không còn là kẻ ngốc đó nữa. Trớ nghiêng đứng yên tại chỗ để người ta đánh. Nhưng tôi nói rồi đứng yên bất động. Làm kẻ ngu ngốc bị người ta đánh chính là kẻ ngu nhất trên đời. Tôi lại không muốn làm kẻ ngu nhất trên đời. Hay cho người Lưu Tứ Lang còn dám phản kháng phải không? Ta đánh chết ngươi. Lý Tú Quyên liền lao vào Lưu Tứ Lang. Hai người họ liền vật lộn với nhau. Tôi đã nói rồi không được vào phòng nương tôi. Đáng chết tên vương bát đản, dám đánh con theo mộc của ta. Xem ta xử ngươi như thế nào. Lưu Thanh Hà trực tiếp cho Lưu Tứ Lang một trận. Đánh hay lắm, đánh mạnh vào. Cho hắn một bài học nhớ đời. Đánh cho tôi đến. Thật là quá đáng, lại dám động tay đánh ta. Lúc này Lưu Tam Nhi vừa trở về, thấy cảnh tượng trước mắt lộ hỏa xung thiên, trực tiếp rút ngay chảo phẳng sông tới khu vực Lưu Thanh Hà. Các ngươi đều đi chết hết cho ta. Ta bảo các ngươi đánh Tứ Lang à? Ta bảo các ngươi đến nhà ta gây sự sao? Ta đánh chết các ngươi. Nhưng Lưu Tam Nhi điên rồi, nó thật sự muốn đánh chết người, đau chết ta rồi. Mẹ kiếp, Lưu Tam Nhi, ngươi vậy mà dám đánh chúng ta. Lưu Lão Thái nhìn thấy Lưu Tam Nhi cầm chảo phẳng, sợ hãi trực tiếp hùi lại. Nương đừng mắng nữa, chúng ta chạy thôi. Lưu Tam Nhi điên rồi, nó thật sự muốn đánh chết người. Lưu Lão Thái và Lưu Thanh Hà trực tiếp bắt chân lên chạy. Lưu Thanh Hà, ngươi cái tên khốn nạn, dám bỏ mặc ta không lo, ngươi đợi đó cho ta. Đợi khi đám Lưu Lão Thái bọn họ chạy khỏi nhà, Lưu Tứ Lang mới phát hiện Lưu Tam Nhi bị thương rồi. Tam tỷ, tỷ bị thương rồi, để ta đưa tỷ đi băng bó. Ta không sao, để cũng rất thảm. Tam tỷ, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Để là nam nhân, bị đánh vài cái cũng không sao. Đi, xử lý vết thương trên tay tỷ trước. Cũng không cần vội, Tứ Lang à. Không phải vương thường nói trẻ con khóc thì mới được ăn kẹo sao? Đi, ta dẫn đệ đi đòi kẹo. Lưu Tam Nhi trực tiếp dẫn Lưu Tứ Lang đến trước cửa nhà trưởng thôn, quỳ xuống nhờ thôn trưởng làm chủ cho họ. Trưởng thôn từ trong nhà bước ra, thấy một cảnh thê thảm của hai tỷ đệ, lập tức nổi giận đùng đùng, cho người đi gọi đám Lưu Lão Thái đến. Sau khi Lưu Lão Thái bọn họ đến, dù thôn trưởng có khuyên thế nào, hai tỷ đệ họ vẫn không chịu đứng dậy. Nhìn việc gốc các ngươi làm gì ạ? Nếu các ngươi còn dám đến nhà bọn họ, các ngươi cứ chờ đó cho tôi. Thôn trưởng Lưu Tam Nhi cầm tiện ngay đầu, còn cầm chảo phẳng đánh chúng tôi. Nó đúng là một con sói mắt trắng. Nếu không phải các người muốn đánh chết Tứ Lang, tôi sẽ không đánh các người. Nếu không phải các người muốn vào phòng nương tôi, trộm tiền của nương tôi cũng sẽ không đánh các người. Khi mọi người thấy vết thương trên người Lưu Tứ Lang, cũng không ai nói được lời nào. Các ngươi thật là độc ác, đối với người thân mà cũng ra tay độc ác như vậy. Các ngươi có thể sao? Các ngươi còn cần mặt mũi không? Đưa cho bọn họ một hai lượng bạc làm chi phí chữa trị. Các ngươi nhớ lấy, nếu các ngươi còn dám đến nhà họ nữa, thì thử xem. Lưu Tam Nhi sau khi cảm ơn thôn trưởng xong, liền dẫn Lưu Tứ Lang về nhà. Tam tỷ, nhìn cảnh bọn họ vừa vặn vẹo như thế thật hả giận. Đúng vậy, làm ầm một trận như vậy chắc yên ổn được vài ngày. Đến lúc đó nương cũng sẽ trở về. Tam tỷ, thuốc bôi vừa rồi thì bôi cho ta thật hiệu quả. Sau khi bôi xong, vết thương trên người đệ trông thật đáng sợ. Bản thân đệ còn bị dọa sợ một cái. Tỷ nói chuyển nhà thì cần bao nhiêu tiền? Đệ một chút cũng không muốn sống ở đây. Người dân ở đây chẳng có ai tốt cả. Đệ muốn tiết kiệm tiền đưa nương, để nương chuyển nhà đi. Chuyện này là do nương quyết định. Nương đi đâu chúng ta đi đó, đệ lo cái gì? Tứ Lang, nương nói rất đúng. Đệ không thích hợp để học võ. Tam tỷ, đệ thật sự mốc thế sao? Đừng nói chuyện với tỷ nữa. Về nhà, băng bó vết thương cho tỷ. Tay đau chết thì được. Bên kia, Cố Trường An càng nhìn đám người Lưu gia càng tức giận. Ta thật sự là bị người Lưu gia các người làm tức chết. Các người nghĩ rằng Lâm Cửu Nương sẽ không trở về, nên vội vàng đi dạy dỗ người ta. Con cái của nhà người ta, bây giờ làm hại con cái nhà người ta như vậy. Đợi Lâm Cửu Nương trở về, các người sẽ biết tay. Còn có ngươi, Lưu Thanh Hà, đàn bà không hiểu chuyện thì thôi. Ngươi là nam nhân mà cũng đùa theo làm gì? Cố Trường An càng mắng càng tức. Lúc này có một thôn dân chạy tới. Trưởng thôn, có chuyện rồi. Lâm Cửu Nương vừa bị nhốt vào một tối. Lưu Lão Thái liền dẫn con trai và con dâu đi bắt nạt Lưu Tam Nhi và Lưu Tứ Lang, lại khiến thôn trưởng Cố Trường An nổi giận.
Quân trưởng, đại sự không ổn. Lưu Đại Thành, ngươi kêu la cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Quân trưởng, sông lớn cạn nước rồi. Cạn thì cạn, giếng có nước là được. Nếu giếng có nước tôi đã không lo lắng. Giếng nhà tôi nước lên toàn là mình. Nhà cậu Đản bên cạnh cũng vậy. Một lời vừa ra, Cố Trường An cũng sững sờ. Đám đông người xung quanh xôn xao. Lưu Đại Thành, ngươi chắc chắn chứ? Hôm trưởng, chuyện này làm sao tôi dám mang ra được? Tôi đã xem qua giếng của mấy nhà. Múc lên đều là nước bùn, hoàn toàn không thể uống được. Cố Trường An nghe xong thật người. Cửu Nương nói quả thật không sai. Thật sự là hạn hán rồi. Bắt đầu từ buổi chiều nay, An Lạc Thôn đều loạn cả lên, các hộ gia đình tranh nhau cướp nước. Nhưng sự hỗn loạn của An Lạc Thôn lại không ảnh hưởng đến tỷ lệ Lưu Tam Mi. Còn Lâm Chủ Nương trong ngục tối lại rất thoải mái. Mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy thì ăn. Lâm Chủ Nương, đại nhân nhà ta muốn gặp cô. Mới là ngày thứ hai mà Triệu Đức Chí đã không chịu nổi rủ sao. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chủ Nương liền theo canh ngục ra ngoài. Chỉ là vừa đi được hai bước, đôi mắt của Lâm Chủ Nương lại nhìn sâu vào đại lao. Ta bây giờ ra ngoài e là sẽ không quay lại. Nếu mời các người uống rượu và ăn thịt, ta cũng sẽ không cùng. Nói xong, Lâm Chủ Nương lấy ra 5 lạng bạc, bảo một tối nay chuẩn bị đồ ăn nhậu. Đặc biệt dặn dò, người bị giam trong cùng được thêm một cái đùi gà. Sinh mệnh rất quý giá, tình yêu còn cao hơn, nếu bị tự do, cả hai đều có thể bỏ. Ha ha, uổng công ta đọc sách thánh hiền 20 năm, lại không bằng một nữ tử nhìn thoáng qua, buồn cười, thật buồn cười. Lâm Chủ Nương, làm sao cô biết được sẽ hạn hán? Đại nhân, chuyện này khó đoán vậy sao? Mực nước sông lớn giảm, lũ ra đáy sông. Hơn nữa nước múc từ giếng toàn là nước bùn. Các người nên đoán được chứ, chỉ là các người không nghĩ đến vấn đề này. Cuộc sống các người quá an nhàn, không còn cảnh giác nữa. Lời cô ấy nói rất có lý, ta lại không thể phản bác. Triệu đại nhân, hôm nay giếng không múc được nước sao? Triệu Đức Chí mặt mày nặng nề, gật đầu liên lịa với cô. Ngay từ tối hôm qua, nước trong giếng dần dần không múc lên được. Hôm nay phần lớn trong giếng đều không còn múc được nước, chỉ có một số giếng nước sâu mới múc được nước. Nghĩ đến dân chúng bên ngoài đang hỗn loạn, chỉ sau một đêm mực nước trong kênh giảm mất một nửa, Triệu Đức Chí bây giờ đau đầu vô cùng. Triệu đại nhân, điều này là rất bình thường. Hiện tại có thể chứng minh người ta nói không phải bịa đặt. Vậy bây giờ ta có thể trở về rồi chứ? Triệu Đức Chí gật đầu một cách không tự nhiên. Lâm Cửu Nương, nếu cô có thể nhìn ra trước hạn hán, vậy cô có thể nghĩ ra cách giải quyết hạn hán không? Triệu đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Loại thiên tai này ta làm sao có cách gì giải quyết được? Triệu đại nhân, lời này của ngài rõ ràng là đem ta treo trên lửa nướng, không có đáp án. Ha ha ha. Ta cũng là bệnh quá mà cầu thì bệnh. Cửu Nương, ngươi cũng đừng trách ta. Đại nhân, tôi chỉ là có một ý kiến, không muốn cả thành trấn chết khác, hoặc là bây giờ lập tức cho người dùng rời đi, nếu không ngay lập tức cho người đi đào giếng. Dù cho ta có nguyện ý, người dân chịu đi cũng không nhiều. Hạn hán chưa qua, chỉ là chưa đầy một tháng là lúa có thể thu hoạch. Bây giờ mọi người đều đang đặt cược xem mấy ngày tới có mưa không. Lương thực và đất đai là mạng sống của bách tính, bảo bọn họ từ bỏ đó là điều không thể. Lâm Nương Tử, lựa chọn thứ hai đào giếng, cô có thể nói chi tiết hơn một chút không? Triệu đại nhân, ngài hỏi tôi hỏi ai? Tôi sao có ý kiến gì? Ngài hỏi nhầm người rồi. Triệu Đức Chí lại nhẹ không nói nên lời. Thật là kỳ quái, khi gặp phải Lâm Chủ Nương này, ta luôn cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Bây giờ quan trọng nhất là nguồn nước. Ngài xem giếng nước nào hiện vẫn còn nước. Sai người tiếp tục đào sâu xuống, xem có thể đào đến mặt nước ngầm không. Triệu Đức Chí suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy cách của Lâm Cửu Nương rất đáng tin, ngẩng đầu nên định hỏi chi tiết hơn, mới phát hiện Lâm Cửu Nương đã không thấy nữa. Ta đây là bị sao vậy? Lại tin tưởng nữ nhân này như vậy. Bên kia, Lâm Cửu Nương vừa về đến nhà, thấy Lưu Tam Nhi và Lưu Cứ Lang hào hứng chạy về phía mình, hỏi mình vào ngục có phải chịu khổ không. Trong lòng Lâm Cửu Nương chảy qua một dòng nước ấm, lại nhìn thấy vết thương trên mặt Lưu Cứ Lang và đôi tay được bọc thành bánh bao của Lưu Tam Nhi, sắc mặt liền lạnh xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Nụ cười trên mặt Lưu Tam Nhi tắt ngấm, kể lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua một cách chi tiết. Lưu Tam Nhi không ngờ mình vừa nói xong, Lâm Cửu Nương liền rút ra cái chảo phẳng. Nương, người định làm gì vậy? Làm gì à? Tất nhiên là đi tìm chúng tính sổ rồi. Một đám người khốn kiếp, ta vừa không ở nhà là bắt nạt đến tận cửa. Thật sự nghĩ ta sẽ cả đời ở trong phòng ngủ sao? Tứ Lang, để nói xem Nương có đánh chết người không? Không đâu, cùng lắm là dạy dỗ cho chúng một bài học thôi. Đánh chết Hạng Nương phải liền mạng đó. Phi vụ này không có lợi, Nương lại không làm đâu. Ha ha ha, Tứ Lang, chúng ta có nên đi xem không? Lưu ra bên này. Sau khi nghe tin Lâm Chủ Nương trở về, Lưu lão thái bọn họ lập tức hoảng sợ. Nương không phải nói ác phụ đó sẽ không được thả ra hay sao? Tại sao bây giờ cô ta lại trở về rồi? Tin tức này có phải là thật không? Ta cũng không biết nữa. Lý Tú Quân lại chỉ về hướng Triệu Nhã Kỳ. Nương, người đi hỏi cô ấy đi. Cô ấy không phải rất lợi hại sao? Lưu lão thái không thể từ chối Lý Tú Quân được, chỉ đánh quay người đi về phía Triệu Nhã Kỳ, mặt mày đầy vợ lấy lòng. Triệu tiểu thư, cô chắc chắn Lâm Tử Nương sẽ không được thả ra chứ? Đó là đương nhiên. Triệu Chí Đức chỉ là một con chó nhà ta nuôi, ta nói gì hắn đều phải nghe đấy. Ha 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 ha.
thế thì tốt, thế thì tốt. Na jiu hao, Lý Tú Quyên, cô đã nghe thấy chưa? Ta đã nói chuyện tiểu thư rất lợi hại mà. Ác thủ đó không thể nào được thả ra đâu. Được rồi, bất định bợ, đi đun nước đi. Ta một lát nữa muốn tắm. Sai người đi hai cánh hoa cho ta. Triệu Nhã thì bắt đầu sai bảo Lý Tú Quyên. Nhưng khi cô ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt lưu lão của bọn họ cứng đờ. Bây giờ đang hạn hán, người còn muốn tắm thì phải dùng bao nhiêu nước đây? Triệu tiểu thư, bây giờ giếng trong làng đều đã cạn nước rồi. Hay là đợi có nước rồi người hãy tắm? Không có nước thì đi ra sông mà gánh. Tóm lại ta muốn tắm, chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao? Triệu Nhã chỉ nói rồi ném một đôi mặt qua, rồi nghiêng ngang quay người vào phòng. Lý Tú Quân tức giận, muốn hét lên, có tiền là giỏi à? Nhưng lại bị Lưu Lão Thái nhanh tay bịt miệng lại. Cô muốn chết à? Nếu đắc tội với cô ta, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Theo ta đi gánh nước. Nhìn một đôi mặt trong tay, Lý Tú Quân tâm trạng lại vui vẻ, cùng Lưu Lão Thái đi gánh nước. Nhưng vừa ra khỏi cửa, hai người mẹ chồng con dâu giật mình một cái, vội tức chạy về phía sân điện nhà mình. Xong rồi, ác thủ tìm đến tận cửa rồi.